Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Rồi, thì trong tập ngày hôm nay mình lại tiếp tục phiêu lưu ở cái vùng Gravity Mountain này nha mọi người. Đó, vùng này thì có khả năng xuất hiện em Jirachi đó nha. Ồ, phía bên này có em Bermon gì đây? Đây là Giang Mo O hả? Ôi, mình đã có rồi. Thôi, cho em lên đường thôi. Wow, ui, trên đầu mình có một em Aerodactyl kìa. Tranh thủ lên xử đẹp ẻm luôn nha. Hay nha. Aerodactyl, ui ui, quăng hỏng được mọi người ơi. Cái này thì sao? Cuối cùng cũng đã dính rồi. Em này thì mình dùng Latrier cho chiêu hệ băng thôi nha mọi người ơi. Đã nơi mắt lên và dánh cứu tỏi luôn. À, em rớt cho mình cái gì đây? Ui, được cái còn câu hả? Cũng tâm tám. Phía bên này mình đang tiến hành đi qua cái vùng Bird Forest Hill để mà kiếm thêm những em Legendary khác đó mọi người ạ. Ồ, dưới đây có một cái đen gì đó. Ghé xuống thử coi, đó là đen của em Pokemon nào luôn nha. Em này nhìn quen quen nhờ. Hình như mình đã bắt rồi thì phải hả mọi người ạ. Thôi, mình chỉ tập trung vào cái vấn đề mà đi thách đấu em thôi nha. Hệ bóng tối hả? Hệ bóng tối thôi. Cho em Zangu ra trận luôn. Mình có chiêu hệ bọ mà. Đó. Em quên. Chọn target mới được. Đây là Nip Kick mọi người ạ. Và mình cũng đã có luôn rồi. Ui, dánh cứu tỏi luôn rồi nè. Không lành cành đau. Ui, em rớt cho mình Dust Stone và Dynamax Candy. Không bắt đâu. Em này thì có rồi. Ok, chúng ta lại tiếp tục lên đường qua cái vùng Bird Forest Hill nữa thôi. Hướng nào ta? Hướng bên này mọi người ơi. Thẳng tiến đi qua Bird Forest Hill nào. Lại một cái đen nữa. Không biết đây là em Pokemon nào đây. Ây da, cái đen này leo lên cũng khó khăn đó nha. Ui, không bay lên được rồi. Thôi, tôi leo bộ lên đỡ vậy. Trời ơi, nó nằm tuốt trên cao luôn. Trời ơi, cái gì mà đen nằm tuốt trên cây luôn vậy? Đây rồi, chặt cây nãy giờ. Ui, hình như là Mewsery đó mọi người ơi. Pokemon hệ tiên. Ok, hệ tiên đúng không? Ui, xài chiêu hệ thép. Đó, Mewsery. Mình nói ngay mà. Mình sẽ xài chiêu Behemoth Blade này nha mọi người ơi. Chiêu độc quyền của Zacian nha. Ui, và dánh của tỏi luôn rồi. Ngon lành canh đào. Em này thì mình đã có rồi nên là thôi vậy. Ồ, lại một cái đen nữa. Nhưng mà thôi, thẳng tiến tới Bird Forest Hill đi ha. Ui, gì đây? Zacian spawn. Ồ, em đây thì mình cũng đã có rồi. Nhưng mà để chúng ta tìm thử coi. Ủa, nó nằm ở đâu rồi ta? Ủa, nó nằm đâu mà không thấy luôn vậy? À đây. Ui, to thế. Ui, sao to vậy? Để mình coi em Zacian của mình coi. À, con của mình cái thước run hàng chi. Trời ơi, hàng chi nó tí hon mọi người ơi. Đây mới là kích thước của Zacian nè. Nó to kinh khủng khiếp luôn nè. Ok, chúng ta đi bắt thêm Zacian một lần nữa đi. Sẵn này không có em Legendary nào thì làm cái luôn cũng được. Rồi, quả đầu tiên lúc nào cũng là Whitbon thôi nha. Ui, không thành công rồi. Em này cấu máu cũng khá là đau đó. Để mình Dynamax lên. Đó, Dynamax cho nó vừa lên máu, nó vừa lên sát thương luôn. Ui, 39% máu đi kìa. Ây da, sắp hẹo rồi. Làm thử phát cuối luôn ta.
Thử phát cuối luôn đi. Ui, và dãnh của tỏi gian ngu rồi. Ok. Thôi, để mình tiến hành mình bắt luôn em này nha. Thì trời đang buổi tối nên là mình sẽ sử dụng Dustborn nha. Dustborn ra trận. Quả đầu tiên nha mọi người ơi. Má. Ôi, không thành công rồi kìa. Cũng khó khăn lắm đó chứ. Rồi, cứ tiếp tục Dustborn thôi. Và lần này, ôi, nó chậm chậm nhưng mà không thành công. Ok, Charizard cũng có 9 máu à. Thôi, quay trở lại tiếp tục với lại Dustborn luôn. Có gì đâu mà phải xoắn. Ôi, có chậm đó nhưng mà chưa thành công. Hay là thử một quả Dustborn lần nữa luôn người ta. Thử lần nữa luôn đi, lần cuối đi ha. Không được thì chắc mình sẽ đổi qua Thunderbolt vậy. Ây da, dãnh của tỏi luôn Charizard rồi. Thôi, rao đến ra trận. Và lần này thì mình sẽ sử dụng quả Thunderbolt nha. Đây rồi, Thunderbolt. Ui, tính ra cái số lượng Thunderbolt nó cũng sắp hết rồi ha. Quả Thunderbolt đầu tiên là thịt thứ 14 nha mọi người ơi. À, em không có lên cao được. Hay quá. Tiếp tục một quả Thunderbolt nữa coi. Biết đâu được. Và lần này thì... Ôi, vẫn chưa được mọi người ơi. Khoai đó, khoai đó. Làm thêm quả nữa đi. Luôn có nhiều mà sợ gì. Vẫn tiếp tục là Thunderbolt thôi nha. Ôi, và lần này. Yes. Em này là em gì đây? No Spot hả? No Bat. Oh, có vẻ như là em này mình cũng chưa có nè. À, đúng rồi, cấp 18 luôn. Tiện thì bắt luôn bằng Whitbon nha các bạn ơi. Ngon lành cành đạo. Trời ơi. Và Whitbon lần này không có làm tôi thất vọng đâu nha. Đó. Để mình coi thử coi. Hiện tại mình mới đạt được 35% Pokédex thôi. Ui cha, tính ra cũng khá là ít đó ha. Bên này có một cái đen nè. Để mình coi. Em nào Dynamax ở đây đây. Ôi, Rockinola. Ui, nhìn như hồi quán hài đất nè. To nha. Ai da. Rồi, xem tí rớt xuống dưới rồi. Pokemon hệ đá. Hệ đá thì chúng ta có thể sử dụng hệ đất để mà đấu được nè. Có cao đinh đây rồi. Với lại em Rockinola này thì đơn giản thôi mà. Chắc một combo là hiểu thôi. Rockinrola với tôi đúng không? Ui, 0.8% kìa. Chưa dãnh luôn. Và lần này mới chịu dãnh nè. Em này thì mình có rồi nên là mình cũng không có mặn mà để mà bắt nó nữa mọi người ạ. Giờ để mình đi kiếm cái chỗ nào đó mình đi hồi phục lại sức khỏe đi. Trung tâm hồi máu đâu rồi? Như là cái này đúng không? Ten ten. Hello chị Y tá. Quá đã luôn. Y tá chơi. À, chúng ta cùng vào trong ngắm nghía. Tự có gì hot nè mọi người. Có tí sữa Momo nè. Hết rồi. Ủa, gì đây? Cháu nhiều đồ ở đây đó. Ừ,
nói chung thì cũng không có được xịn sò cho lắm. Ủa, bên này có mấy em một cái mon gì đây? Pikyumuku. Ờ, em hình như mình đã bắt được rồi nè. Ngoài ra thì nó còn có Sandygast. Em này mình bắt chưa nhờ? À, cũng bắt rồi luôn. Thôi thì tiễn em đi thôi. Tưởng chưa có thì tôi còn bắt chứ. Đó rồi thì thôi. Ui, siêu cool spawn kìa mọi người ơi. Ôi đây rồi. À, ngon lành luôn. Trời ơi, Suicune, bộ ba thần thú. Em này là mình chưa có nha. Đánh thủ thôi. Whipball ẻm nha mọi người ơi. Ôi, không thành công rồi nè. Em này đang có chiêu Gust đúng không? Rồi, đây là chiêu đầu tiên của em. Ok, mình sẽ tiến hành Phone Sweep từ từ nha mọi người ơi. Ok, chiêu thứ hai là Water Pool. Cũng được. Tiếp tục Phone Sweep em thôi. Ủa, em này xài Water Pool rất là đau nha. Đau đấy. Đau quá. Đau thì tôi đi tôi hồi lại máu cho Jangu gì. Ôi dạ, bình tĩnh thôi anh ơi. Tiếp tục là Phone Sweep em thôi. Ôi dồi, đau đấy. Em xài Water Pool liên tục. Để mình xài cái Komala Coffee này thử nha. Ôi, cái này lên được có 100 máu à. Em này lại có chiêu Gust nữa đúng không? Ok, mình lại Phone Sweep phát nữa đi. Suicune, yêu hệ nước. Hệ nước mà gặp hệ gì thì nó sẽ ngưng lại nhờ. Hệ thép. Hệ băng. Đánh được hệ băng không? Nó vẫn đánh hệ băng bình thường. Cho hệ thép của Zacian ra trọn đi ha. Cho nó tăng tăng tí. Đây. Đấy. À, em đang có chiêu thứ ba là Water Gun rồi nè. Ok, lần này thì mình sẽ tiến hành sử dụng Dust Spawn nha mọi người ơi. Đang trời mưa và buổi tối nữa, nên là có tỷ lệ đó. Vẫn tiếp tục là Water Gun. Và đây là tên thứ 10 rồi đúng không? Và Dust Spawn. Ôi ơi, mình tưởng lần này là thành công, nhưng mà không mọi người ạ. Ok, vẫn tiếp tục là một quả Dust Ball nữa. À, em này có chiêu Mirror Coast nè. Hình như là cái chiêu cái gương phản chiếu hay sao á mọi người ạ. Đau nha, đau nha, đau đó. Ok, mình nghĩ đây sẽ là quả Dust Ball cuối cùng nha mọi người ơi. Rồi, không được nữa thì chúng ta sẽ tiến hành đi qua những cái quả ball khác. Bây giờ thì mình sẽ xài qua cái quả Thamerbon nha. Vì là tên thứ 11 trở đi thì Thamerbon sẽ có tỷ lệ là 4x. Đó, nên là chúng ta sẽ lưu ý nha mọi người ơi. Tiếp tục ném Thamerbon thôi. À da, em này lại xài chiếc chiêu Gust này ha. Rất là khó chịu. Thamerbon nữa nè. Rồi cái màu nó hòa với cái màu của cát. Vẫn tiếp tục là Thamerbon thôi. Mình nhớ là mình bắt mấy em một cái mon mà có liên quan tới hệ nước rồi á. Rất là tốt thời gian á. Hôm trước rồi bắt em Tabufini là cũng tốn nhiều thời gian lắm chứ không có ít đâu. Mà còn bắt không được nữa kìa. 18 tên rồi nha các bạn ơi. Khóc liệt chưa? Tên thứ 19 vẫn chưa thành công nha. Trời vẫn đang mưa khá là tầm tã đó. Để trong đây đi, để cho ít nghe tiếng mưa lại. Để mình hồi máu một phát đi, rồi đi bắt tiếp nha mọi người ơi. Chắc cứu cái đã. Ui à, đau đó. Tôi hồi lại phát nữa cho full cây luôn nè. Giỡn với tôi hả? Ok, và lần này thì mình lại tiếp tục
Quay trở lại với Timerborn thôi. Đâu rồi, đâu rồi? Để đâu ta? À bên này à? Ôi, còn có 121 quả Timerborn à. Chết rồi, tí mình phải kiếm một cái ngôi làng để mà mua thêm Timerborn mới được. Ôi cha, không có để ý nha. Ấy, về lần này. Yes. Đây rồi, thành tựu Water Beach nha mọi người ơi. Bắt Suicune. Ngon lành cành đào. Ui. Và đây đang là cái trăng của em Darkrai nè. Nhưng mà Suicune vừa xuất hiện rồi, nên là Darkrai sẽ không có cơ hội đâu. Và chúng ta cùng kiểm tra coi em Suicune này có gì hot nha. Em này, ui, tăng speed, giảm attack. Thôi cũng được, kích thước là small, kích thước nhỏ nha. Skill thì như chúng ta cũng đã biết rồi. Đó. À, nói chung là tăng speed để chúng ta có thể áp dụng vào để chiến đấu được mọi người. Đi trên nước được không? Ui, ui, ui. Gì đây? Ơi cha. Thứ gì chịu nổi nữa mọi người ơi. Ôi, từ giờ chúng ta có thể phiêu lưu thỏa thích rồi nè. À, Suicune. Rồi. Sau khi mà luyện cấp em Pokemon kia lên rồi, mình sẽ tiến hành luyện em Suicune sau nha. Nói chung là em này tiềm năng á. Ngon á nha, ngon á. Đây là Brushit hả? Mình chưa có luôn. Tranh thủ luyện cấp cho mấy em Pokemon của mình luôn nha mọi người ơi. Brushit. Đã lên cấp quá chừng kìa. Optillery phải không? À, chắc đau thử rồi. Dành cứ tỏi nha, Optillery. Tiếp theo, Tentacool. Em này thì mình cũng đã có luôn rồi nè. Ồ, và thế là xong rồi hả? Nhanh thế. Phía bên này có một cái đen gì đó nữa nè. Tên, không biết em này làm gì đây. Nhìn lại nữa. Lên lạ quen quen thôi. Ủi sức một cái ơi. Ôi, sâu tích hả? Trời ơi, to vậy. To với cái trướng. To hả? Ui, chơi Crowdin của tôi to bằng luôn nè. Dành cứu thỏi nghe chưa. Em này thì khỏi bắt đi. Có nhiều rồi mọi người ạ. Kế bên mình có một em Pokemon gì đó nè. Ở đâu vậy? Fomatic. Em này mình chưa có. Ê, tranh thủ luôn. Và mình vẫn xài là Whitbon nha mọi người ơi. Ôi, Tabu Coco Spawn kìa. Quá đã rồi, lại thêm một em Tabu nữa đã xuất hiện. Và đây, chúng ta sẽ đi qua chạm trán ẻm. Ôi, em kế bên đây luôn. Đây là Tabu Coco nha. Nhưng mà trước tiên thì mình phải đi hồi phục lại cho Zangu cái đã. Xài cái bình poison này á, nó hơi mỏi tay nha. Ok, Tabu Coco. Wow, level 60 các bạn ạ. Và chúng ta sẽ cùng thử sức với quả Whitbon đầu tiên nha. Xịn sò luôn. Xuất hiện cái bên mình luôn nè. Tabu Coco. Bon sweep nha mọi người ơi. Đây rồi. Em này có chiêu là tít chạc là 1 nè, quýt ắc thắt là 2 nè. Để mình coi hai skill còn lại của em là cái gì. À, vẫn là tít chạc đúng không? Nếu là hệ điện á thì tôi cho Crowdin ra tôi làm tăng cơ luôn cho sợ. Ok, tấn công tôi đi. À, Minh Lúc nữa hả? Dữ á. Minh Lúc này là nó khóa mình á mọi người ơi. Tabu Coco thì chúng ta có thể sử dụng được Fastball nha. Đó, một trong những quả Pokemon rất là đẹp luôn. Một trong những quả Bon chứ. Mình nhầm.
mình nhầm là Pokeball, mình đọc nhanh quá. Đó, tấn công hệ điện là vì có tác dụng với tôi. Vẫn tiếp tục là Fastball nha mọi người ơi. Một trong những em Pokemon thiên về tốc độ rất là kinh khủng luôn. Ồ, em này xài Minglock nữa. Đằng đó nha, vẫn là Fastball thôi. À, tên thứ 7 vẫn chưa thành công nè. Căng quá mọi người ơi. Tiếp tục Fastball nữa đi. Ây da. Và chiêu cuối cùng của em này là Script. Ok, đó là đủ 4 chiêu rồi nha. Khi mà mình cho Crowder ra trận á thì em này liên tục boost cho trời trong xanh mọi người ạ. Trời nắng á, xịn vậy. Ok, Fastball vẫn chưa thành công nè. Ờ, nhìn vậy chứ bắt nó khoai lắm đó. Cũng không có đơn giản đâu à. Ây da, 10 tên rồi mọi người ạ. Kinh thế nhờ. Tiếp tục Fastball phát nữa đi. Tỷ lệ của Fastball thì nó cũng xem với lại Thunderbolt ở cái lần văn thứ 11 mà ta. Sao mà khó vậy ta. Ui, nó thoát ra cái 1 luôn các bạn ạ. Tôi là tôi cảm thấy hơi nguy hiểm nha. Để tôi hồi máu lại một cái đi. Rồi tôi bắt tiếp. Tên này thì tôi sẽ đổi qua Thunderbolt. Tôi không xài Fastball nữa. Ok, tôi đổi Bon để mà thử vận may coi như thế nào coi. Ultra Bon. Ôi, chưa được rồi nè. Tên thứ 15 mọi người. Vẫn tiếp tục là Thunderbolt nha. Và lần này, yes. Trời ơi, phải chứ em nào bắt cũng dễ như mấy em này thì nó sướng biết mấy. Quá đã mọi người ơi. Ok, sẵn tiện thì mình sẽ kiểm tra luôn cái em Tabu Koko này như thế nào nha. Em này chắc cũng bay được á, mình nghĩ là như vậy. Bay được không? Ui, bay được luôn chứ. À, bay được nha mọi người ơi. Cùng chiếm ngưỡng ẻm. Nhìn như con gà mọi người ơi. Quỷ thần bảo hộ khu rừng. Đây là bộ skill của ẻm. Chúng ta cũng đã biết hết 4 skill rồi. Kích thước là Giant. Cộng tấn công nhưng mà trừ tấn công đặc biệt. Mình nhớ chiêu của em này là toàn tấn công đặc biệt không mà. À, có mỗi cái quýt ác thắt này là tấn công thường nè. Trời ơi, cũng được. Nhưng mà kích thước Giant nha. Rồi, cùng ngắm nhìn lại siêu cool cái nữa trước khi chúng ta đi qua vùng mới nha. Đi đâu vậy? Xịn xò chưa? Tên. Uầy, và chỉ trong một chốc lát mà chúng ta đã có được hai em Pokemon Legendary rồi ha. Xịn đấy. Là Trumpet mọi người. Thấy gì biết ngay mà. Trumpet mình chưa có. Rồi, chúng ta sẽ bắt luôn bằng Whitbon nha. Để coi Whitbon lần này có được chinh phục được ẻm hay không. Ê, thành công đơn giản. Không có ngôi làng nào trong này hết. Ê, có một cái đen kìa. Đen của em gì đây? Xuống đường hí thăm tôi nghe. Em gì trời? Cái đen đâu nằm tút dưới đây vậy? Trời, lầy lội chưa? Chơi mà cái đen nằm tút dưới đây luôn mọi người. Nó mọc trên giữa cây nữa chứ. Ảo ma Lazada luôn. Bộ cái bên hệ bay. Hệ bay và hệ đá. Vậy chúng ta cũng có thể ứng dụng hệ băng của Latchier vào được. Đây là Archen, một trong những em Pokemon cổ đại. Pokemon hóa thạch mọi người ạ.
Đây rồi, dẫn của tỏi nghe chưa. Và em Achen này thì để mà bắt thì cũng hơi khó đó. Nhưng mà nếu được thì chúng ta nên sử dụng Liverbon thử luôn. Điều ăn nhiều nè. Ôi trời ơi, biết ngay mà, mấy hôm nay bắt với mon cổ đại ở đây nó khó lắm, không có đơn giản đâu. Ý, dưới này có một cái mon gì đó nè mọi người ơi. Ê à, em gì đây ạ? Mới lên cao hay dưới gì ta? À đây 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 đây. Ô đây là Lurantic. Ui màu hồng ui. À cấp 50 luôn nha, nhìn rất là cute. Mình sẽ tiến hành bắt luôn. Em này thì chắc xài Whipball là đủ rồi ha. Còn chi cho nhiều. Đó, thành công luôn. Xê. Từ phía này còn em đâu có mon khác nữa nè. Ô. À, nó bị mất icon thôi chứ mình tưởng nó biến mất luôn à. Ảo thật. Đâu vậy? Ở dưới đây. Ô. Đây rồi. Carnivai. Một em hoa nắp ấm mọi người ạ. Tranh thủ vẫn là Whipball nha. Ui tính ra cái vàng bon của mình nó cũng sắp cạn kiệt rồi ha. Đã thành công luôn. Ui bữa nay có một em mèo. Mèo gì á? Ừ. Ê à, quăng cao quá vậy. Hả? Gì trời? Tưởng quăng cao gì mà trúng em khỉ chứ. À đây là Halloween. Chắc Nespawn đi ha. Cấp 19 hả? Nespawn này mình nghĩ là được rồi đó. Đó. Vậy thôi. Ôi, có một em khỉ nước mọi người. Khỉ lửa, khỉ cây mình đã có rồi, còn khỉ nước là chưa có. Đây nè. Đây là Penpour. Đó, biết ngay là chưa có mà. Ui, level 33 luôn, sắp tiến hóa luôn rồi đó. Penpour. À level 23, trời ơi, nhìn nhanh quá tôi bị nhầm. Vẫn là Whipball nha mọi người ơi. Và khỉ nước đã được thu phục. Hay quá, trời nó cũng vừa hết cơn mưa luôn. Quá đã rồi. Ôi trời ơi, mém tí rồi. Mém tí là heo rồi. Ui, phía bên này có em Selmet nè, mình có chưa nhờ? À, vẫn có luôn rồi hả? Có rồi thì thôi. Ui, lại Spawn Eternated nữa nè. Và đâu rồi, đây hả? To thế nhờ? Để mình coi Eternated cũ của mình có gì đáng chê không? Từ nha. Đáng suy ngẫm là tôi có nên bắt con nuôi nướng nè. Đó là cái vấn đề nữa đó. Tôi có nên tôi hao tốn bon để vì một em tôi đã có rồi hay không? Nè và đáng suy ngẫm nha. Ok. Tiếp tục là Whipball thử coi. Em nào có mình bắt tiếp luôn lần hai coi thử như thế nào nha mọi người ơi. Cũng như là mình vừa bắt em Zacian lúc nãy rồi đó. Sao vậy? Bình tĩnh đi anh ơi. Anh quánh đau quá đau rồi nè. Ok đó, phone sweep tiếp tục nha mọi người ơi. Đau đấy. Đau đấy, đau kinh khủng khiếp luôn. Hơn là cái chiêu phone sweep của mình nó được critical hit đấy. Không là khổ rồi.
còn suýt cái nữa luôn. Giỡn với tôi hả? Hệ rồng thì nó sẽ đánh hệ tiên không có tác dụng, đúng không? Vậy giờ thì mình cho bốn anh hệ tiên ra là được. Mà hệ tiên á thì còn có ai ngoài Yasian đó nữa. Ê, quan gia ngõ hẹp nghe chưa. Rồi lần này tôi băm sạch Rebirth Ball luôn. Bắt với mon đã có rồi thì cứ một quả này thôi mọi người ơi. Úi, tưởng thành công trong lần này thì ảo quá. Hey, tôi cứ spam vậy đó. Chịu không chịu thì cũng chịu thôi. Tên thứ 11 luôn hả? Dữ rồi. Mình spam lần tới tầm tên thứ 50 thử coi. Úi, và chưa thành công. Tưởng thành công luôn ấy chứ. Rebirth Ball phát nữa coi. Tôi spam tới tên thứ 50 luôn. Cho nó máu chiến. Ui, nãy giờ mình thấy lắc 3 lần không mọi người ơi, đã lắm. Em này á, nếu mà đúng ra chúng ta nên quăng Heavy Ball cái là chắc cỡ nào cũng bị cũng sẽ bắt được em này quá. Kích thước em này rất là to á mọi người. Ôi, nhưng mà Rebirth Ball bắt cũng được mà, còn chi, trời ơi. Ồ, chúng ta cũng hợp được skill low combat hả? Ồ, và đây, bắt Pokemon with Rebirth. Ê, đứng lại. Đi đâu vậy bạn ơi? Đứng lại chút được không bạn ơi? Chạy đâu hả con ong này? Ý, ui, tập này lại bắt thêm một em legendary mình đã có rồi nữa hả? Rồi, và nói chung thì trong tập ngày hôm nay quá là thành công rồi mọi người ơi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay mình đã bắt được trong những hai mà là bốn em legendary, nó có hai em mình đã có rồi, đó chính là Eternatus và Zacian nha. Ngoài ra thì Tabu Koko và em Suicune cũng đã được thu phục. Mình đã đủ được bộ ba thần thú rồi nha. Nếu các bạn thích video lần này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.